Giải gôn nữ chuyên nghiệp được tổ chức bởi Hiệp hội gôn nữ Hàn Quốc KLPGA và câu lạc bộ gôn và khu nghỉ dưỡng tư nhân The Đà Lạt S1200 sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 3. Các đơn vị tổ chức chính thức công bố. Giải gôn nữ chuyên nghiệp The Đà Lạt S1200 sẽ diễn ra tại câu lạc bộ gôn và khu nghỉ dưỡng tư nhân The Đà Lạt S1200. KLPGA, SBS TV, kênh truyền hình hàng đầu của Hàn Quốc và đại diện The Dalat at 1200 đã ký thỏa thuận tổ chức giải 3 năm liên tiếp. Giải đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 22 đến 27 tháng 3 năm 2016 tại sân gôn The Dalat at 1200. 120 nữ gôn thủ chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc và Việt Nam sẽ cùng nhau tranh tài. Sân gôn ấn tượng, Đà Lạt S-1200 đã mở cửa cho các thành viên kể từ tháng 9 năm 2015 và thu hút sự chú ý của những người đam mê gôn trong và ngoài khu vực. Đợi Đà Lạt S-1200 gần đây đã được nêu tên trong danh sách 52 nơi phải đến trong năm 2016 của New York Times. Trong đó, thành phố Đà Lạt đứng ở vị trí thứ 30.